vậy, nếu mà mình muốn đạt được phải cha phải cao hay là như anh nói là thành Phật thì mình sẽ đi về cuộc sống mình sẽ hướng về cái hướng nào để mình dễ đạt được cái toại nguyện đó của mình. Anh có nhiều tiền anh cho hết. Nhưng mà thứ nhất là anh bỏ được cái tánh tham, à, rồi anh thích gây gỗ với ai, anh thích hay gọi là bình luận với ai, đừng bình luận nữa, ai nói thì nói, cứ lơ đó, là những cái đó căn bản. Chứ còn ăn uống thì nó cũng quan trọng, nhưng mà tam tinh nhục để mình đừng tạo nghiệp. Có những người người ta có nghĩ ăn chay là hiền, nó không phải. Trời, tôi thấy cả tỷ người ăn chay có ai hiền nhiều đâu, dữ dữ lắm. Còn trở về cái này, nói anh có muốn về phát minh về cái máy để đo về cái thần thông của mình, thì theo như một người bình thường mình nghĩ á, mình khó được đo được cái tần số của cái thần thông của một người nào lắm. Theo anh nghĩ bây giờ thí dụ như thằng Vinh ngày mai nó phát hiện được cái máy đó, nó sẽ làm tỷ phú đó. Là tại sao? Là tại vì tất cả các lãnh tụ trên thế giới, những người mà làm về chính trị, họ sẽ mua cái máy của nó liền. Trước tiên đi họp với Tập Cận Bình, lấy cái máy đó bắn một cái giống như bắn nhiệt độ vậy đó. Trời, tự nhiên hiện lên này nó đang sát khí đằng đằng, nó đang đỏ quét, tức là biến đang dữ rồi. Thôi tao họp mày, ha, để chờ dịp khác. Cái lỡ như cái máy của thằng Vinh mà phải bắn cái ồn nãy đang vui á, nghe nó đang khóa nhỏ thơ ký ngồi cái bên hồng này hiện lên, rồi tao ngồi tao họp với mày. Đại khái nó có những cái chuyện đó, cho nên phải khi mà thành công phải coi cái máy này có ra được thị trường không á. Thí dụ như giờ Biden cái trời, ông Biden chích nhát, ông đâu có dám đánh Trung Cộng đâu. Thằng Trung Cộng nó, tao biết mày đang chích nhát, tao tấn công mày, đúng không? Nó đọc được cái tâm của con người hết rồi, là coi như cái máy này là như vậy. Nhưng ngược lại thời nay không phải có máy mà mình làm được như vậy. Những vị thầy Rinpoche, những vị thầy cao siêu bên Tây Tạng, bên Sala, ở bên nội địa của Tây Tạng cũng đều làm được như vậy. Nhưng mà vì người ta có cái giới luật, người ta không có dám nói, những vị mà tiết lộ thiên cơ là phải chết liền, đúng không? À, và những người mà đi giống như tối ngày chỉ đi khấn cho ta đừng bệnh này cứu ích nọ, kiểu bị giảm tuổi thọ, nhưng mà kiệt là người exception, là được ở trên cho lộ. Chứ còn những vị thầy mà bình thường ở dưới núi mà lộ như kiểu kiệt á, mấy vị đó là đi liền á. Còn nếu kia không lộ, quý vị đâu ngồi ở đây, đâu có mấy chục triệu người mà biết có chuyện lạ này, đúng không? Đúng. Ừ, thì chỉ một người được lộ thôi, được giấy phép lộ. Còn mấy vị thầy mà tu bình thường là đa số có thần thông hết. Có một lần cách đây 5-7 năm, Kiệt lên Vạn Phật Thành là 10,000 Buddha để mà làm mùa hè cái đó là lễ đám giỗ của hòa thượng thì sư phụ Kiệt á, thì đứng xếp hàng ăn cơm giờ trưa, tất cả chừng mấy trăm người bằng từ đây tới cái tượng của Xích Long đằng đó vậy đó. Cái mình vừa gần tới cái tự nhiên cái mấy người đó nó đi qua hàng khác sắp tới phiên mình, cái bà làm gì cũng không giận, cái đi qua hàng khác sắp nó cũng dài vậy, sắp thêm chừng nửa tiếng đồng hồ nữa thì đang đứng cái tự nhiên mấy ông thầy thì ăn rồi, thầy chủ trì là thầy Hằng Lực, ổng ấm ớm mà ổng đi, ổng không bây giờ ổng mở mắt nghe, ổng nhắm mắt nhìn nè mà ổng đi. Cái tự nhiên á, một đống Phật tử đứng xếp hàng, ổng không ngừng ngay đâu, ổng ngừng ngay mặt của mình, ổng nhắm mắt mà ổng đứng ngừng ngay mặt Kiệt khoảng 5-10 phút. Đó là tại sao? Là vì từ đó Kiệt mới biết được, khi Kiệt mở chùa Kiệt muốn thử thầy nào mà tu thật tu giả đó. Mấy thầy mà tu thật gặp Kiệt là lại không á, rất là nể. Là chỉ cứ bảy ông hào quang là giống như cái máy của Vinh đang chế vậy. Mấy thầy thường mà tu chưa có cái lực đó, chưa có thiên nhãn thông á, mấy ông nhìn thấy thằng này đại gia thôi à, tiền nhiều tao muốn xin mày thôi à,
nó khác. Có thầy Hằng Lực mà ở trên Vạn Hòa Thành, ổng có thần thông á, ổng có thiên nhãn thông, ổng mới biết là trên đời này có sao có đám sắp hàng con thằng này lạ nhất vậy. Sau này mình mới biết là vậy. Cái mấy người Phật tử thấy cũng lạ, ủa sao ông thầy ổng đứng ngay mặt kịp lâu dữ vậy. Cho nên khi mình vô chùa, mình đừng có nghĩ một hòa thượng tu 70 năm, 60 năm cả đời, hay là một người thị giả mặc áo nâu mới vô, mình đừng có phân biệt mấy cái đó. Nhiều khi ông thị giả là Bồ Tát tái sanh á, ổng có nhiều dòng hào quang hơn ông hòa thượng nó nhiều á, chỉ đã từng gặp rồi á, ở dưới chùa. Con người chỉ phân biệt khác nhau ở chỗ đó. Dầu cho Bill Gates hay là cho Elon Musk, nó có 50 tỷ, nó muốn mua cái đó cũng mua không được nữa. Cái máy cũng nên chế đi, chắc nghĩ thời đại tương lai đó cần có cái đó. Tại con khi mà chế được cái này á là bảo đảm vô, cũng giống như ông Einstein vậy đó, là thế gian này không còn ai nói láo được với ai hết, đúng không? Vừa nói láo là biết rồi. Theo anh, nếu mà em muốn thiền để cho cái tâm của mình nó tịnh hơn nữa đó, thì theo anh thì anh sẽ chết anh nên làm như thế nào? Follow the group. Group nghe là trên núi này đang có cái group, group đệ tử thiền tâm này. đây mở đâu rồi chạy đâu hết. Thì cái group này bảo đảm chỉ có hiền thôi. Giờ Vinh có đọc kinh hay không đọc kinh, đi theo cái group này cũng phải là hiền, nhất là thành thói quen. Tại cái gì á, mình theo thói quen như là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vậy đó. Thì cho nên trên núi này có cái group đệ tử gì đó, biết đọc kinh thì tốt, không biết đọc kinh chứ đi theo họ riết thì tự động mình sẽ thành một con người khác. Và đồng thời mình có thêm anh chị em trong cái group để mà nương tựa lẫn nhau về chuyện đời nữa, đó là cái mỹ hạnh đó. Đó là đại khái. Rồi tự nhiên cái tâm nó yên xuống. Rồi trong cái group mỗi người á, cái người đi trước học được cái gì chỉ người đi sau, thì cái đó cũng từ việc chỉ xuống, chứ việc đâu có dạy từng người được. Thì trong đó có những cái technique kiệt dạy mỗi ngày đó. Kiệt dạy khi nào kiệt lên đây thì mấy đệ tử ngồi gần nói chuyện, kiệt có cái gì kiệt chia sẻ thì kiệt chia sẻ, còn không có thì mỗi đứa tìm cái góc, ngồi cái góc mà nghe tiếng chuông thôi. Một ngày cũng thả thay đổi cuộc đời đó, thay vì đi shopping này đi uống Starbucks náo nhiệt nó cũng vậy à. Kiếm cái góc trên núi đó, trên thiếu chỗ góc đó, mấy người đó đang ngồi đó, là ngồi ở đây nghe thơm kìa, chứ bữa nay nó đông rồi chắc không có yên nổi. Bữa nay hơi náo nhiệt đó, thì đi theo cái rút thì tự nhiên hiền. Tại sao nó có những cái nhà gọi là nhà dưỡng lão, nó sinh hôm rồi đó, nhiều lúc mấy bác lớn tuổi người ta đâu thích ở nhà, đi theo cái rút của họ, cái tuổi của họ, cái level của họ, nói chuyện họ hiểu nhau. Còn cái rút vô chỉ cần quay đầu muốn hướng thiện thì cái group trên này nó có hướng thiện sẵn rồi thì nó sẽ đúng. Còn nếu quay đầu đi theo cái đám bạn ở dưới, nó sẽ không bao giờ nó hiểu mình muốn cái gì á. Nó thấy vô cứ ngồi im im hoài, nó chướng ngại, nó ghét thêm nữa. Tại nó thì muốn đi bo uống rượu đúng không? Yeah, you don't want that, right? Thì nó khác nhau vậy đó. Dạ bác. Dạ, cho hỏi chuyện cái chữ hoài đó, nó có nguồn gốc như thế nào mà tôi thấy hiện giờ trong một số kinh không thể dịch ra tiếng Việt hay sao mà cái đó là con cũng không có rành mấy, tại con chưa bao giờ mà áo vàng, cũng chưa giờ học nhiều. Những như con học là từ trên thiên dạy con xuống. Theo con biết được ngài Huyền Trang ở vào cái thời đại Huyền Trang, tức là ngày Tam Tạng á, đi thỉnh kinh á, thì thời đó đó Đức Phật Thích Ca có nói, khi mà cái tượng Phật của ngài ở bên Pakistan đó
mà bị đất mà lắc cái đầu đó, thì sau đó kinh Phật sẽ diệt ở bên Ấn Độ và sẽ đi qua một cái nước khác, thì là nước Tàu. Thì ngài Huyền Trang mới đi qua cái đó, thì mới đi thỉnh kinh về là có tiếng Phạn. Thì từ tiếng Phạn mà thời ông Di Ma Cật mà dịch ra, Di Ma Cật là một vị Bồ Tát. Tất cả kinh điển á, dịch ra từ những vị tổ, vị Bồ Tát xuống trần dùng thần thông để mà dịch, thì kinh điển không có sai. Chỉ có những thời nay mấy ông thầy lấy đi rồi in tên mấy ổng và dĩa dĩa đổi chút chút. Chứ kinh điển của Phật giáo mỗi 100 năm có một vị tổ xuống trần đầu thai làm người để mà đọc lại những cái kinh này, để coi coi nhân loại có làm sai không. Chứ thời xưa lúc mà Ngài Anan là người cuối cùng ở trong tất cả các thời của Phật, khi Ngài mất á, thì là thời đó kinh điển đã là bắt đầu sai từ đó rồi. Thì cái tiếng Phạn á, là cũng chưa chắc là trúng nữa nghe. Còn kinh của mình học á, mấy vị nói á, những cái gì mình học chỉ là giống như lẻ thôi, thì bây giờ mình có Tam Đại Tạng Kinh. Còn những cái kinh mà cực kỳ ở trên trời á, không có thể nào xuống trái đất này được, là tại vì con người mình không có đủ tiêu chuẩn để học. Mình học là mình tẩu quả nhập ma luôn á. Cái ông, cái ngài Long Dương là cha vợ kìa, là ông đang giữ kinh ở dưới nước á, là ông đưa về trái đất mình là kinh, hình như kinh Hoa Nghiêm á, thì là tất cả kinh điển nằm ở dưới nước. Là vì tại sao? Thời xưa là loài rồng cai quản qua địa cầu này hàng mấy trăm triệu năm về trước. Biết một con rồng á, trái đất này là cái bánh canh này đi. Trời ơi, quay này á, hồi bánh canh giờ quá. Đây là trái đất. Trái đất là này, cái con rồng nó bự gì nè, cái hàm nó là khà lửa. Khi mà lửa mà đốt cái trái đất này trên 200 độ, tất cả những gì trên mặt đất này đều cháy hết. Chỉ cái nước á, là ở dưới nước là không cháy, thì kinh điển đang nằm ở dưới nước á. Cho nên tại sao có lần chuyện nói sẽ có một ngày á, là mình sẽ mất hết kinh điển. Trong phim truyện á, mình coi dinosaur mà bị lửa cháy mà diệt loài dinosaur, mình có thể thời đó là ở trên mấy chị gì mới nói ok rồi, cho mấy con đú này đi đầu thai xuống, là một ông rồng cũng khà lửa thôi, là nguyên cái trái đất này nó chín rủi nhỉ, là chỉ có nước là giữ kinh ở dưới nước. Mình có ba cõi con người để sống, cõi trời, cõi đất là mình đang ngồi đây nè, lên và cõi ở dưới nước là dưới Long Cung. Người ở dưới Long Cung á, họ cũng là chư thiên không à, họ sống cực kỳ vui vẻ, cũng lên núi mình chơi nè, có mấy bà chị. Thì ở dưới ông Long Dương ông có 5 đứa con gái là Ngũ Long công chúa. Người Mỹ người ta chưa biết có cái chuyện này, tại vì hình như trong kinh thánh của Chúa chưa có nói vụ này. Tại vì lâu lâu á thì đi xuống dưới Tàu, có chiếc Tàu cái có cái ông mà giống như thừa tướng mà của Long Cung á, ông lên nói chuyện với con. Ông mới ngồi, ông mới nói hồi xưa cái vịnh San Francisco á, nó chỉ là con lạch nhỏ thôi, là ông đã cai quản cái vịnh này rồi. Tới hôm nay á, cái vịnh này giờ nó bự như vậy đó, mà ông vẫn còn cai quản. Tại ông lên ông chế mình, ông ngồi ông trò chuyện, ông nói vậy thì mình mới biết quản hồn. Là cái trái đất này nó có biết bao nhiêu triệu năm thì nó mới rộng ra nước nhiều như vậy. Biết cái vịnh San Francisco biết mà lớn đúng không? Mà ngày xưa ổng là người lên ông kể mình, ổng đã cai quản cái này là từ thời xưa tới giờ, là hàng mấy triệu năm á. Ổng kể mình mới biết. Tại vì mỗi lần xuống dưới nước thì chơi với mấy người dưới nước. Kinh điển bây giờ đa số là bỏ lên iCloud hết, trên Google iCloud hay là iPhone iCloud. Nhưng sẽ có một ngày biến mất là gì? Mấy cái vệ tinh á, khi chiến tranh nó bắn nhau á, là sư Phật Thích Ca có nói mà. Thầy bây giờ đâu có đọc sách nữa, cứ lấy điện thoại đồ ra đọc không. Thì khi mà tất cả internet không có, những cái mà storage trên iCloud không còn nữa thì là mất. Một quy luật từ Đức Thầy cho tới thời Phật Thích Ca và những Chúa Giêsu hay là ông Homo Ames,
tất cả những vị giáo chủ, những vị thần thánh không bao giờ nói láo con người nghe. Nó có tới trước hay tới sau, hoặc là nó tới rồi mình không có hiểu, mình không có cách giải thích thôi á. Chứ mấy vị nói là trúng hết á. Chứ ông chàng trình 500 năm trước ổng làm gì không biết là biển Đông dạng dặm giang tay dữ vậy. Giang tay là gì? Cả cái thế giới mình bây giờ mình lo thằng Trung Cộng đánh nước mình, lấy đảo Hoàng Sa Trường Sa của mình, đúng không? Tại sao ổng lại biết trước? Hay quá vậy. Rồi ổng còn nói một câu nữa, bất chiến tự nhiên thành. Câu đó ai mà không biết? Thì là cái câu đó bây giờ sắp trúng rồi đó. Trung Cộng mở đánh một cái, mấy đại ca mình nó giác qua ly lên máy bay chạy không kịp nữa. Mình đâu cần chiến tranh như thời 75 Việt Nam với quốc gia với Việt Cộng nữa đâu. Y chang luôn. Rồi ngài còn nói là đá nổi lông chìm, đồng khô hồ cạn, búa liềm ra cho. Thời đó làm gì ổng biết có búa, chuyện cây búa hay cây lửa, lửa liềm. Lửa liềm là cắt cái đầu ta, búa là đập đầu ta đó. Là đồng khô hồ cạn, búa liềm ra cho. Bây giờ tất cả những cánh đồng của Trung Cộng với miền Nam bây giờ thấy nó khô không? Mấy mẹ nó hạn hán khô quá rồi. Đồng khô hộ cũng cạn rồi. Búa liềm sắp sửa là gì? Ra cho. Bởi vì bữa giờ Putin á, muốn đòi làm búa liềm lại cả cái khối Liên Xô cũ á. Xưa rồi diễm. Mơ hồ. Con người á, gọi là cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe là cái vụ này á. Làm gì có chuyện đó. Thượng đế không có để cho nhân loại mình khổ nữa. Cha nói rồi, chúng ta quá khổ rồi. Vì sinh tối ngày á. Nói gì à? Hỏi anh. Thật sự Kỳ không phải là người biết rõ ai là cốt gì. Kỳ chỉ có khả năng là hỏi mấy vị trên trời á, lật cuốn sổ ra thì mấy vị mới nói chúng. Trên thế gian này không có ai có khả năng làm chuyện đó nha. Người nào mà ở ngoài đời mà là nói làm được, người đó nói láo, đoán làm bậy á. Thì tại sao Kỳ biết là việc nhờ mấy vị trên nó lật cuốn sổ ra thì mình mới biết được. Nhìn người ta cái người đó là cái mặt nó giống, cái điều đó là không phải là nhìn mặt giống lại đâu. Cái đó là cái tướng tinh của mỗi người, cái chân mệnh của mỗi người mà. Rồi ra chị. Ừ. Ở trên đó đó em cũng không biết nữa, nếu mà chị lên đó chị thấy có thì chị cứ tự ấy. Ô nãy em mới hỏi bây giờ đâu. Ở trên điện đó. Tại vì em ở đây không có phát mấy cái đó, tại em phát cái đó là thành ra mình đi giảng truyền đạo rồi sao. Em có giúp chuyện cá nhân vậy ơi, cha mẹ la em á, em lo cho thế giới với cho cái nước Việt. Chứ còn chuyện cá nhân á, em làm á, em bị mất cái tuổi thọ của em á. Rồi em giống như mình làm mấy cái chuyện không có đúng với nhiệm vụ của mình á, bị trên la em hoài à. Từ từ ấy hả? Chứ em có lo chuyện cá nhân, thì là có duyên trước mặt em á thì em làm. Còn này em mà đăng báo em làm thầy pháp thầy trị bệnh ma quỷ rồi chắc đắt lắm à. Em có làm đó không? Em là truyền tin thôi mà. Nhưng mà mấy đệ tử em hay những người gần gần em trên núi gặp em thường thiên thì đó là không sao. Chú, ví dụ tôi có cái tên là Thiên Mai thì chú có nhận tôi là đệ tử không?
ở trên nó kêu em nhận đệ tử trẻ trẻ để mà đức thầy về á, đức thầy xuất hiện á, em đưa đám đệ tử anh về hộ pháp. Còn còn chị về á, đây lên điện mẹ mà chị đi không nổi thì làm sao đi khắp nước Việt Nam nổi. Cho nên đã thiên là được rồi, con ông trời được rồi. Nhưng mà thật sự mấy vị nói là cái đạo này em chỉ nhân danh, tức là truyền lệnh của cha mẹ đặt xuống, ai mà mang họ thiên trên thế giới là tự động là đệ tử em ơi. À, tự động có nghĩa là khi mà thần hồn mất đi á, là em cũng có bổn phận phải lo cho tất cả những người họ thiên rồi. Còn mấy đứa mà họ thiên mà ở gần núi này á, là chuyện khác, đó là để lo mấy chuyện đời khác. Còn mà ở ngoài trên thế giới, ở cả Việt Nam cũng vậy, mang họ thiên mà tự động mấy ở trên dạ, nói vậy. Giờ hiểu rồi. Ừ, không sao có quá. Ừ, không sao, sợ sợ dạ. Cũng giống như ai mà ông nãy ông gì thiện gì đó, hay là diệu gì đó, cũng là đệ tử Phật rồi. Dạ. Mình là thờ độc nhất thần, chỉ thờ cái thượng đế, thờ cha trời, thờ mẹ đất. Dạ. Mình học Phật để mà được thoát luân hồi sanh tử. Đó là cái đạo thiên tâm, là chủ yếu là vậy. Dạ. Và tự mình phải tu tập, tự mình đốt đuốc đi, chứ không có thầy nào chạy theo thầy nào, đúng cũng rồi, không có giảng sanh nghe mình khác tự, nhiều lắm á. Tự mình đốt đuốc mình đi đúng cái quan trọng là tu tại nhà thì không có tốn tiền, tu tại nhà. Còn tu mà nhóm trong chùa là tu theo đàn theo đúng á, không ở nhà thôi chứ. Vừa mệt hơi vừa tốn như vậy được rồi, để chờ cô đó xin cái thánh giả thiền tâm, dấu thiền tâm, dấu thiền tâm đâu giống thánh giả đâu. Ừ. Đó là chữ thập, trái tim là Phật. Ừ. Này, chú bình đẳng hướng thượng, chú có thể cầm cái đó vô cổ tôi nhớ được. Cho tôi cái ân huệ đi, sáng đi qua đây có. Mẹ chứ đồ gần cầm này của em được rồi, tại cái này của em hào quang nó dữ lắm. Dữ quá ha. Dạ. Tại vì mỗi ngày em niệm Phật, em truyền điện vô mày dữ lắm. Không giống như cục pin mạnh vậy đó. Cái gì mà em cầm chứ. Ờ, mấy con kiếm đó, anh bắt rồi. Ba anh ơi, xin phép chú đi về ra sân bay bây giờ. Có rồi.